cause I'm running, I'm running, I'm running away. I'm running away, running away. I'm looking, I'm looking, I'm looking for space. I'm looking for space, looking for space. I'm healing from all of the pain. All of the pain, all of the pain. I'm running, I'm running, I'm running away. Cause I feel lost right now. And it's hard to breathe. And I've lost myself. What happened to me? Rồi hello bạn, hôm nay mình có một buổi tập giáo án Econ 12 với bạn Quý Vượng. Em có thể giới thiệu chút bản thân là em ở đâu, tên gì, sinh năm bao nhiêu? Tên là Vượng, mình sinh năm 2003, mình đến từ Phú Thọ và hiện tại mình đã tập theo giáo án các giáo án Econ trên YouTube của anh Nguyên và tăng được 11 cm từ mét 667 lên mét 77 nha. Ừ, 11 cm từ mét 66 lên 1 mét 77 ha. Rồi hôm nay tụi mình sẽ chỉ cho bạn một ngày trong giáo án Econ 12 nha. Rồi bài đầu tiên chúng ta sẽ lưng kết hợp với hai nhảy cấp, bật lên cho anh, bật bấm giờ lên cho anh và anh sẽ bấm giờ cho em tập ha. Đầu tiên là lưng kết hợp với hai nhảy cấp, mua lại mọi coi. Rồi chuẩn bị nào. Rồi 1 2 3 giờ. Rồi quay mặt lại. Sit. Hoàn thành. Rồi nghỉ 20 giây. Tiếp theo là hai giúp gối, hai gót chạy mông và một bật xe nha. Giống như Super Set đầu tiên đó. Rồi chuẩn bị là 1, 2, 3, giơ. Rồi quay lại. Hoàn thành. Rồi dừng nghỉ 20 giây. Rồi đúng rồi. Rồi chuẩn bị dang rộng tay chân ra. Chuẩn bị nào, 1 2 3 giơ. Rồi, hoàn thành. 20 giây. Tiếp theo là đáy chân nha. Đáy chéo chân. Này là clip cuối luôn á. Rồi, chuẩn bị nè. Giơ hai tay lên. 1, 2, 3, giơ. Thank you.
hoàn thành. Rồi dừng. Cuối cùng là nâng cao đuôi 2 điểm nha. Giờ quay cái kia. Không, không phải giết đâu, cái điểm kia kìa. Đúng rồi. Rồi chuẩn bị nè, 1 2 3 dốc. Hoàn thành. Rồi xong. Rồi mời tao nha. Mệt nhưng mà vui ạ. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Thấy hay thì bấm like và share ủng hộ cho tụi mình nhé. Các bạn tăng chiều cao thầy cô nhé. Rồi.